người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải, chúng ta có Hà Nội. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, dù yêu dấu một thời đạn bom, một thời hòa bình. Hà Nội có một sức quyến rũ đối với người ở nơi khác. Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xã, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông theo cái ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu lên nền mây, để cho những mong ước kinh kỳ ấy nói lên tất cả những vẻ riêng của Hà Nội. Con phố Triệu Việt Vương kéo dài 700m từ phố Nguyễn Du đến phố Đoàn Trần Nghiệp, cắt ngang qua các phố Trần Nhân Tông, Tuệ Tĩnh, Tô Hiến Thành, đã từ lâu được mệnh danh là phố cà phê, nơi chiều chuộng tất cả những người yêu mến cà phê Việt từ cổ chí kim. Con phố này là sự đan cài giữa quá khứ và hiện tại, với những quán cà phê cổ như cà phê Thái, cà phê Thọ ngót nghét 20 năm tuổi. Cả một dãy phố đây thì ví dụ anh hay ngồi đây ấy, thì là ở đây ngồi thoải mái, quán cà phê cũng ngon. Tạm biệt phố Triệu Việt Vương, xuôi 4 km về phía trung tâm thành phố, phố sách 19 tháng 2 lại đem đến một không gian tri thức trẻ trung hơn, thu hút nhiều lứa tuổi bạn đọc. Từ một khu chợ cũ trên phố Hai Bà Trưng, phố sách 19 tháng 12 đã được xây dựng và lần đầu tiên ra mắt vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Con phố này là nơi quy tụ của rất nhiều các đầu sách đến từ các nhà xuất bản lớn, tạo nên một không gian giao lưu sách đặc biệt đầu tiên tại Hà Nội. Phố sách là nơi quy tụ của hơn 16 nhà xuất bản lớn như Nhã Nam, Kim Đồng, Tân Việt. Ngay vừa đến, du khách sẽ được hướng dẫn bằng một bản điện tử tra cứu thông minh ngay ở đầu phố. Bên cạnh khuôn viên thiên nhiên xanh tươi, khu phố còn có khu vực đọc sách giao lưu của độc giả, khu vực hàng dịch vụ 24 giờ. Nếu như trước kia khi muốn mua hay đọc sách, chúng ta sẽ đến Đinh Lễ, thì nay con phố 19 tháng 2 với tổ hợp bán hàng và dịch vụ hứa hẹn sẽ là điểm check-in của rất nhiều bạn trẻ. Em thấy ở đây rất là đẹp và chụp ảnh rất là thích. Em cũng không hay đến đây lắm vì nhà em cũng hơi xa, nhưng mà hôm nay đến đây thì em thấy rất là hài lòng. Trên hành trình tìm về các con phố đặc trưng của Hà Nội, chúng tôi quyết định dừng chân tại phố Lê Duẩn, nơi có tuyến đường sắt chạy ngang qua phố, là đoạn giao nhau giữa phố Khâm Thiên và Lê Duẩn. Hà Nội có bao nhiêu năm thì cũng là từng ấy thời gian mà tuyến đường ray này chạy ngang qua con phố. Giữa Hà Thành Hoa Lệ đã có một xóm đường tàu làm kinh lạc báo Tây, nơi biết bao nhiêu những gia đình đã cùng chung sống tại nơi đây. Nhà dân ở xóm đường tàu san sát và vây kín hai bên đường ray. Nhà mới có, cũ có, từ các nhà cấp 4 cũ kỹ đến những nhà sầm uất. Người từ tứ xứ về đến đây nên sinh hoạt cũng rất là phong phú và đa dạng. Nên là bác không thể bỏ đây, không thể xa đường tàu được không? Không khí ở đây rất là thoáng mát, có đường thì nó khó đi thôi, đi lại thì khó. Cái môi trường ở đây từ xưa nay là mình quen ở đây rồi, cho nên là mặc dù đi xa về gần cái xóm đường tàu này nó như là một cái làng ấy. Sẽ không có một con phố thứ hai vì Hà Nội chỉ có duy nhất một phố đường tàu này thôi, và cũng chỉ vui nhất là cái đoạn này thôi, chứ còn rất nhiều phố đường tàu nhưng bác nghĩ là đây là chỗ vui nhất. Xóm đường tàu đã lên báo Tây nhiều lần, nhưng nếu khi được chứng kiến tận mắt, bạn mới cảm nhận được cái nét độc đáo và vô nhị ở nơi đây. Giữa những xa hoa của chốn kinh kỳ, xóm đường tàu mang lại cái cảm giác thân thương, hoài niệm với người đến thăm bởi những vật dụng sinh hoạt và cách sống của cư dân.
Nội sẽ chẳng bao giờ ngủ yên đối với những người con ở xa quê. Hương cà phê phố cổ, tiếng còi tàu vang lên mỗi sớm bình minh, lại gọi về những niềm mong nhớ Hà Nội. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, trong trái tim ta. Ta nhớ không quên. Hà Nội ơi.